Thưa quý vị, nhiều năm qua, Thành phố Hồ Chí Minh luôn gặp khó khăn trong bồi thường, giải phóng mặt bằng. Hệ lụy là kết quả giải ngân thường không đạt mục tiêu đề ra, riêng năm 2022 đặc biệt thấp. Nhiều dự án trọng điểm đình trệ do vướng mặt bằng. Theo quyết định vừa được Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành, áp dụng từ ngày 18 tháng 3 tới đây, đất ở có hệ số điều chỉnh cao gấp từ 3 đến 25 lần so với giá nhà nước tùy quận huyện. Khu vực có hệ số cao nhất tối đa 25 lần là huyện Hóc Môn và thành phố Thủ Đức. Đối với đất nông nghiệp cao gấp 38 lần, hệ số điều chỉnh giá đất do thành phố ban hành nhằm xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ tái định cư. So với năm trước, hệ số năm nay cao hơn và được ban hành sớm hơn 5 tháng. Thưa quý vị, ở Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội vừa ban hành kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2023-2024. Theo đó, kỳ thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm nay diễn ra trong 2 ngày, từ ngày 10 đến ngày 11 tháng 6, sớm hơn 1 tuần so với năm ngoái. Sáng ngày 10 tháng 6, thí sinh thi ngữ văn, chiều cùng ngày thi ngoại ngữ. Ngày 11 tháng 6, thí sinh thi toán buổi sáng, nghỉ chiều. Lịch thi này không thay đổi so với thông tin dự kiến hồi tháng 2. Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cũng cho biết năm học 2023-2024 sẽ tuyển sinh khoảng 72.000 học sinh vào lớp 10 các trường trung học phổ thông công lập, chiếm tỷ lệ 55,7% tổng số học sinh đăng ký dự tuyển. Tuyển vào các trường trung học phổ thông công lập tự chủ và tư thục khoảng 30.000 học sinh, chiếm 23,2%. Còn lại là tuyển sinh vào các cơ sở, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội và Hiệp hội Taxi thành phố vừa thống nhất duy trì cấm taxi ở 5 tuyến phố. Đó là Hàng Bài, Trần Hưng Đạo, Hai Bà Trưng, Phủ Doãn, ngõ 897 Giải Phóng. Đồng thời khảo sát nghiên cứu bỏ biển cấm taxi ở 5 tuyến Lê Văn Lương, Láng Hạ, Giảng Võ, Cầu Trương Dương, Khâm Thiên. Phố Cát Linh đoạn từ Tôn Đức Thắng đến Trịnh Hoài Đức được thu hồi biển cấm. Sở Giao thông Vận tải đã lấy ý kiến Công an thành phố, sau đó tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định. Từ năm 2012 đến nay, với mục tiêu giảm xe lưu thông để giảm ùn tắc, Hà Nội liên tục cấm taxi trên một số tuyến phố. Lúc cao điểm, 30 đường phố bị cắm biển cấm taxi. Thưa quý vị, Ủy ban nhân dân TP.HCM vừa ban hành văn bản khẩn thúc đẩy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm nay. Chỉ đạo được ban hành trong bối cảnh tổng số vốn giải ngân 2 tháng đầu năm của thành phố là 369 tỷ đồng, chỉ đạt 1% so với kế hoạch được Ủy ban nhân dân thành phố giao và đạt 0,5% kế hoạch được Thủ tướng giao. Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung cao độ tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công. Sở Kế hoạch và Đầu tư chịu trách nhiệm chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Các sở ban ngành và các chủ đầu tư dự án thực hiện theo đúng ý kiến của kho bạc nhà nước. Năm nay Thành phố Hồ Chí Minh được phân bổ 70.000 tỷ đồng cho vốn đầu tư công, cao gấp 2 lần so với kế hoạch vốn đầu tư công năm trước. Thưa quý vị, tin tức từ hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế. Trong những tháng đầu năm nay, nước ta đã ghi nhận một số trường hợp nhiễm liên cầu lợn ở người tại một số tỉnh, thành phố. Hà Nội ghi nhận 2 ca nhiễm liên cầu lợn và 1 ca bệnh tại tỉnh Quảng Ninh. Bệnh liên cầu lợn là bệnh lây truyền từ động vật sang người và có thể gây tử vong. Người bệnh thường có triệu chứng lâm sàng nặng, phải điều trị trong thời gian dài, chi phí điều trị lớn và thường để lại biến chứng không phục hồi sau khi khỏi bệnh. Cục Y tế Dự phòng Bộ Y tế khuyến cáo để phòng lây nhiễm liên cầu lợn sang người, người dân không ăn sản phẩm từ lợn chưa được nấu chín hoặc từ lợn ốm, chết, đặc biệt là không được ăn tiết canh lợn. Dùng các biện pháp bảo hộ lao động như đeo găng tay, khẩu trang cho những người chăn nuôi, tiếp xúc, giết mổ, buôn bán gia súc. Chuyển sang phần tin tức quốc tế. Thưa quý vị, Nga ngày 13 tháng 3 đã nhất trí gia hạn thỏa thuận xuất khẩu ngũ cốc sáng kiến ngũ cốc Biển Đen trong thời gian 60 ngày. Thông báo trên được Moscow đưa ra sau cuộc đàm phán với các quan chức Liên Hợp Quốc về vấn đề này. Nga và Ukraine là những nhà cung cấp ngũ cốc hàng đầu thế giới. Xung đột tại Ukraine và các lệnh trừng phạt của phương Tây nhằm vào Nga đang làm gián đoạn nguồn cung ngũ cốc, khiến giá lương thực toàn cầu tăng vọt và có nguy cơ đẩy hàng triệu người ở những quốc gia nghèo nhất trên thế giới vào cảnh thiếu lương thực. Sáng kiến ngũ cốc Biển Đen được Nga và Ukraine ký riêng rẽ với Liên Hợp Quốc và Thổ Nhĩ Kỳ hồi tháng 7 năm 2022 tại thành phố Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ, giúp nối lại việc cung cấp lương thực và phân bón từ hai nước này ra thị trường toàn cầu. Thỏa thuận được gia hạn thêm 120 ngày hồi tháng 11 năm 2022 và sẽ được gia hạn tiếp sau ngày 18 tháng 3 tới đây. Thỏa thuận được cho là sẽ giúp xuất khẩu nông sản từ Nga và Ukraine ra thế giới. Theo Liên Hợp Quốc, tính đến nay, hơn 24,1 triệu tấn ngũ cốc đã được xuất khẩu theo thỏa thuận này. Thưa quý vị, ngày 14 tháng 3, quân đội Hàn Quốc cho biết tên Triều Tiên đã bắn 2 tên lửa đạn đạo tầm ngắn về phía ngoài khơi bờ biển phía đông nước này.
Tham mưu trưởng Liên quân cho biết các tên lửa được phóng từ khu vực Changchon, tỉnh Nam Hoang Hê trong khoảng thời gian từ 7 giờ 41 phút sáng đến 7 giờ 51 phút sáng theo giờ địa phương. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida cho biết Nhật Bản đang thu thập thông tin về tên lửa phía Triều Tiên phóng, đồng thời chưa xác nhận bất kỳ thiệt hại nào liên quan đến vụ phóng. Vụ phóng mới nhất diễn ra sau khi Triều Tiên bắn thử mà nước này cho là tên lửa hành trình chiến lược từ một tàu ngầm hôm 12 tháng 3 và tiến hành một cuộc tập trận tấn công hỏa lực 3 ngày trước đó. Thưa quý vị, Thủ tướng Anh Rishi Sunak cho biết ông đã chấp thuận lời mời thăm Washington DC vào tháng 6 tới của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Trước đó, ông Sunak cũng đã mời người đứng đầu Nhà Trắng đến thăm Bắc Ireland để nhân dịp kỷ niệm thỏa thuận ngày thứ 6 tốt lành vào tháng 4 tới. Và Tổng thống Biden cũng xác nhận ý định thực hiện chuyến thăm này. Những tuyên bố trên được đưa ra nhân dịp các nhà lãnh đạo Anh, Mỹ, Australia tới căn cứ hải quân Paloma ở San Diego của California, Mỹ để công bố chi tiết thỏa thuận cung cấp cho Australia các tàu ngầm hạt nhân sau 18 tháng kể từ khi ba nước ký hiệp ước an ninh ba bên AUKUS vào tháng 9 năm 2021. Thưa quý vị, đã có ít nhất 2 người thiệt mạng và 9 người khác bị thương sau khi một xe tải lao vào người đi bộ tại thị trấn Amqui, phía bắc thành phố Quebec của Canada. Vụ việc xảy ra vào khoảng 3 giờ chiều ngày 13 tháng 3 theo giờ địa phương tại trung tâm thị trấn Amqui. Hai trong số những người bị thương đang trong tình trạng nghiêm trọng. Các nhân chứng cho biết một xe tải đã lao nhanh về phía đám đông của người đi bộ. Sau khi đâm trúng một số nạn nhân, chiếc xe tiếp tục đi thêm khoảng từ 400 đến 500 mét và tiếp tục gây thêm thương vong. Hai nạn nhân thiệt mạng ở độ tuổi 60 và 70. Trong số những người bị thương có 3 trẻ em. Người phát ngôn của cảnh sát tại Quebec cho biết tài xế xe tải là nam giới 38 tuổi đã bị bắt giữ sau vụ việc này. Cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ liệu đối tượng này vô tình hay là cố ý gây ra vụ tai nạn trên. Thưa quý vị, theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, chi phí chăm sóc trẻ em tại Vương quốc Anh hiện thuộc hàng đắt đỏ nhất trên thế giới, chiếm gần 30% thu nhập của một cặp vợ chồng có 2 con nhỏ. Chi phí quá cao khi gửi trẻ tại các cơ sở trông giữ đã buộc nhiều người phải ngậm ngùi từ bỏ cơ hội việc làm để dành thời gian chăm sóc con cái. Năm ngoái, chị Lucy, một bà mẹ 2 con, đã phải từ bỏ một cơ hội việc làm ưa thích sau khi tính toán ra rằng chi phí phải trả cho việc trông giữ trẻ toàn thời gian sẽ nhiều hơn số tiền mà chị có thể kiếm được. Thay vào đó, chị phải chấp nhận công việc dọn dẹp bán thời gian và cố gắng chờ đợi đến khi các con lớn hơn chút nữa. Đó không phải việc tôi thích, nhưng nó giúp tôi linh hoạt về thời gian và có lợi cho gia đình. Sự nghiệp của tôi đã bị đình trệ bởi chi phí chăm sóc trẻ nhỏ hiện quá đắt đỏ. Các chi phí cho dịch vụ chăm sóc trẻ mỗi tháng tiêu tốn của chị Lucy khoảng 800 bảng Anh, tức là gần 90% mức tiền lương từ công việc dọn dẹp của chị. Và những trường hợp như vậy không phải là hiếm tại Anh. Theo một khảo sát mới đây, có tới 76% số bà mẹ cho biết các khoản chi phí chăm sóc trẻ đắt đỏ đã tiêu tốn phần lớn tiền lương của họ và triệt tiêu động lực làm việc. Các ông bố bà mẹ không nên bị đẩy vào cảnh kiếm được bao nhiêu tiền lại phải chi trả bấy nhiêu cho các hóa đơn. Nếu tôi có một công việc với mức lương tối thiểu, tất cả sẽ phải dùng để chi trả cho nhà trẻ. Hầu hết các dịch vụ chăm sóc trẻ em dưới 5 tuổi ở Anh đều do các công ty tư nhân cung cấp. Mặc dù chính phủ Anh đã chi hơn 20 tỷ bảng trong 5 năm qua để hỗ trợ chi phí chăm sóc trẻ, như vậy vẫn là chưa đủ. Trong năm ngoái, chi phí trung bình cho dịch vụ chăm sóc trẻ mẫu giáo toàn thời gian tại Anh vẫn lên tới hơn 14.000 bảng một năm đối với một trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Các ông bố, bà mẹ không thể làm việc tốt nếu không có dịch vụ chăm sóc trẻ em tốt với giá cả phải chăng. Điều này cũng giống như họ không thể đi làm nếu không có hệ thống giao thông vậy. Chính phủ cần phải đầu tư thêm vào lĩnh vực này để thu hút nhiều phụ nữ quay trở lại nơi làm việc. Các chuyên gia kêu gọi chính phủ Anh cần cung cấp nhiều sự hỗ trợ hơn nữa để giảm chi phí chăm sóc trẻ. Các cải cách như vậy được kỳ vọng có thể giúp 1,5 triệu bà mẹ tham gia nhiều hơn vào thị trường việc làm, qua đó thúc đẩy sản lượng kinh tế thêm khoảng 1% GDP mỗi năm.